Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ringset Lifestyle, 1-800-990-8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau, chỉ 3 đồng 99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Hôm nay Nhi đưa quý vị đến một cái bản tin mà những trong Disney nó có nhiều cái trường hợp so tricky thưa quý vị. Quý vị biết rằng năm vừa rồi, trong năm này sau Covid, cái vé mà đi vô của Disney World, của Disneyland nó rất là mắc phỏng thưa quý vị, là từ cái giá vé từ 109 cho tới 154, cái giá nó cả có thể cao hơn nữa tùy theo mà cái park quý vị mua. Thì những trẻ em mà dưới 3 tuổi á thì là không mua vé. Nhưng mà những trẻ em mà trên 3 tuổi chỉ nhỉnh lên chút xíu không thôi là phải mua vé rồi. Thì có một người mẹ đi vô trong Disney World muốn save tiền, muốn dành dụm tiền. Thì đứa con gái của mình là 4 tuổi thưa quý vị. Thì có 1 năm thông lơ là phải mua vé. Nhưng mà cuối cùng cô ta đã bỏ đứa bé này vô trong một cái xe đẩy của một cái baby. Quý vị thấy cái hình đây nè, đẩy vô ngồi ở trong đó và pretend là đi vô trong đó. Nhưng mà những và đã post ở lên TikTok và rất là nhiều người ở bình luận ở trên đó. Có số người thì một người thì nói oh so cute, là đi vô không có sao làm như vậy để save tiền. Nhưng mà có những số người bình luận là không có thể làm được như vậy, là tự vì đứa trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng vô trong cái đầu của nó là nói dối ngay từ nhỏ. Chính vì vậy tùy theo những cái ý kiến trái chiều hoặc là cùng chiều với là người mẹ này thì quý vị xem như thế nào. Thì khi cũng có những người mà đi làm việc ở trong Disney World và trong Disneyland, họ cũng comment ở trong đó, họ biết chứ không phải là họ không biết, nhưng mà họ cho đi qua tự vì cái giá vé bây giờ nó rất là mắc nên họ chỉ cười thôi, họ cho đi qua chứ thật ra là không phải là họ không biết quý vị. Họ biết cái đứa trẻ bao nhiêu tuổi, họ muốn hỏi thì họ sẽ hỏi thôi. Thì họ đã lên xem trên cái TikTok này, một nhân viên làm ở trong Disneyland cũng comment ở trên đó, họ nói họ biết nhưng mà hầu hết nhân viên ở trong Disneyland làm việc trong này họ cho qua cái vấn đề này để đứa trẻ được đi chơi. Mới mốt chị Như Huyền có muốn đi vào Disneyland free như là tái không? Em nói chị là cho chị đi vô trong chiếc xe đó. Rất là nhiều trường hợp như vậy thưa quý vị, để mà đi chui vào trong một cái cửa, một cái nơi nào đó. Thì Lê Thái có xem một số cái video ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube cũng chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là một số người, người ta gọi là người ta ngụy trang, đúng dùng đúng tên là ngụy trang, và một cái người khác bằng tuổi mình luôn vào trong cái bụng rồi mặc đồ rồi che luôn, mặc áo phồng phình để mà vô cổng đó mà vô trót lọt và quay lại những cái đó để mà đưa lên mạng xã hội hình thức là thu hút cái lượt mà view với lại mà để mà bình cho luận. Cái lượt bình luận thôi để người ta xây dựng cái kênh YouTube người ta mà rất là vui. Nhưng mà hỏi quay ngược trở lại thì chị Như Huyền có muốn vào bằng cách đó hay không, thì em nghĩ là chị Huyền dáng dấp rất là nhỏ con, dễ thương, skinny, có thể bỏ vào trong một chiếc xe đẩy được. Em có thể em đẩy chị trót lọt vào trong Disneyland, oh không God. Có tốn tiền. Lê Thái nói. Nhưng mà với điều kiện là được cái bộ này. Mặc đồ baby chứ mặc cái bộ này nó kỳ. Mặc đồ baby. người ta dở cái chiếc xe đẩy ra, người ta dở cái troller ra, người ta thấy nguyên đứa bé mặc. Và những nhân viên họ đâu có bị khùng, họ đâu có bị như vậy. Lê Thái sao con này. Người ta dở là người ta thấy nguyên cái bà đeo bông tai, thật sự là quá cười. Đó, chọc vui quý vị trong ngày chủ nhật ngày hôm nay thôi. Thưa quý vị, baby mà tóc dài thế hả? Tóc dài nhuộm đồ, nhuộm tóc đồ highlight. Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì TikTok là một trong những cái mạng xã hội hiện nay nó cũng chiếm số đông những người sử dụng. Ngoài Facebook, Instagram, Twitter, bây giờ TikTok là một trong những cái mạng xã hội của Trung Quốc. Đúng là chủ sở của nó là Trung Quốc, nó có mặt tại Hoa Kỳ với những cái ràng buộc ở trong cái hợp đồng, ở trong contract cũng như là trong cái quy định, một cái rule của nước Mỹ, có nghĩa là nó hoạt động một cái phần nào đó thôi. Nhưng mà song song đó thưa quý vị, thì đôi lúc có những cái mà chúng ta không thể là chúng ta kiểm soát được, chúng ta biết được là cái thông tin cá nhân của chúng ta nó nằm ở trong cái TikTok mà một số người ta sử dụng, người ta không biết để người ta né khỏi cái đó. Có nghĩa là nó có thể nó allow cái picture của mình, của video của mình ở trên điện thoại mà nhiều khi chúng ta không để ý. Hiện nay thì nó là một trong những cái mạng phải xóa đến 113 triệu cái video không hợp, gọi là sao, video rác thưa quý vị. Và đây là những cái video có nội dung độc hại đối với người lớn và cả trẻ em luôn. Và theo báo cáo minh bạch hàng quý của TikTok cho thấy rằng là họ đã phải xóa đến 113 triệu cái video vi phạm chính sách trong quý 2 của năm 2022 vừa qua.
Và con số này là chỉ chiếm có 1% so với tổng số video được đăng tải trên TikTok trong cùng khoảng thời gian nói trên. Và chuyên gia công nghệ The Verge cho biết rằng là phần lớn các video bị xóa liên quan đến nội dung độc hại với trẻ em thì chỉ chiếm là 44% thôi thưa quý vị. Nhưng các lý do khác là ví dụ như là hoạt động bất hợp pháp, hàng hóa thuộc diện không được quảng cáo, cũng như là các video có hình ảnh khỏa thân ở nội dung của người lớn. Và số liệu cũng cho thấy rằng là trong quý 2 vừa qua thì hệ thống tự động xóa của TikTok đã xóa đến 48 triệu video vi phạm chính sách nói trên, và khoảng 96% số video được xóa trước khi mà người dùng kịp gửi báo cáo nội dung xấu, có nghĩa là người ta đã up lên rồi nhưng mà người ta biết là nó đã xấu thì người ta đã xóa trước khi mà thằng TikTok nó đánh dậy. Thành ra đây là một trong những cái mạng xã hội hiện nay nó là một cái mạng không an toàn. Theo Lê Thái thấy thì Lê Thái vẫn có một cái tài khoản TikTok đó, nhưng mà thật sự là em rất là ít sử dụng. Mà em thấy nhiều người ta sa đà vào TikTok rất là nhiều và kiếm tiền ở trên TikTok nữa. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin là cái mạng xã hội TikTok gần đây là một cái mạng khổng lồ của Trung Quốc sẽ được giới kinh tế, giới luật pháp của Mỹ và chính quyền của Mỹ sẽ bắt đầu xem xét cái nội dung của nó vào tháng 9 này và những tháng sau. Và có thể rằng là Bộ Thương mại của Mỹ tiết lộ là Nhà Trắng đang xem xét cái việc là cấm hoàn toàn cái mạng TikTok này xuất hiện ở trên Hoa Kỳ. Không biết thời gian sắp tới như thế nào thì đó là cái chính sách của bên Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Và tại vì nó cũng có một số cái về liên quan đến kinh tế, kinh doanh này nọ, nhưng mà nó sẽ là một trong những cái phương tiện mạng xã hội để mà có thể lấy cắp cái thông tin của người dân Hoa Kỳ. Và trước đây chúng ta cũng đã từng đưa một số thông tin cảnh cáo về cái mạng TikTok này, nó có thể nó lấy cái tư liệu cá nhân của người ta. Và ngày hôm nay thì em không biết là nó sẽ tồn tại hay không, thì chúng ta chưa có biết, chưa ra một cái quy định chặt chẽ thưa quý vị. Nhưng hy vọng rằng thì em như em thì hy vọng rằng nó đi. Em không thích TikTok. Những cái mạng xã hội nó rất là nguy hiểm, nên quý vị nhớ cẩn thận thưa quý vị. Còn cái thông tin của mình nó rất là quan trọng, phải không quý vị? Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin ngày hôm nay về những cái chuyến bay. Trong tuần vừa rồi, chuyến bay United Airlines đang chuẩn bị cất cánh từ Newark Liberty của Airport, đang vừa mới đi lên thôi thưa quý vị, thì thấy một cơn mưa tia lửa phun ra từ máy bay như cho quý vị xem hình ở đây, rất là đáng sợ thưa quý vị. Nhưng mà rất là may mắn là chỉ mới cất cánh mà thôi. Và cái chuyến bay này là UAL-149 của hãng hàng không lớn của Mỹ, chuẩn bị để đi tới sân bay quốc tế Sao Paulo. Thì khi bị như vậy thì hạ cánh một cách, máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp liền. Trong đó có tất cả là 256 hành khách và đã gặp sự cố khi mà cất cánh ở trên không. Hiện tại bây giờ vẫn điều tra cái chuyến bay này, chuyến bay 149 của United Airlines và Boeing 777-200, và cuối cùng đã được hạ cánh an toàn tại sân bay vào lúc 1 giờ sáng và không ai bị thương cả. Và FAA vẫn đang điều tra cái vấn đề này là tại sao cái máy bay lại bị tự nhiên có lúc mà bay lên lại lửa lại phun ra từ cái đuôi với từ hai cái cánh như vậy, rất là đáng sợ. Và những hành khách này khi mà họ hạ cánh xuống thì họ bắt cái chuyến bay của American Airlines để đi đến cái nơi mà họ cần đến. Và quý vị cũng thấy rằng là khi mình đi máy bay thì có những lúc hên xui may rủi, mình giao cái mạng của mình ở trên đó thôi quý vị, thì nó, những cái tai nạn nó xảy ra rất là ít, nhưng mà mình cũng không biết được là có lúc nó cũng xảy ra. Nhất chính nhì bù. Giống như Lê Thái đã từng đưa đến cái câu này, khi mà leo lên chiếc máy bay là nhất chính nhì bù. Có nghĩa là giống như chúng ta chơi bài cào, một là chín nút hoặc là ba tay thắng chắc, còn hay không là thua luôn. Không là bù thua luôn, có nghĩa là nhưng mà nó nói cho nó hù quý vị vậy thôi, chứ thật sự là có những cái trường hợp mà máy bay trên nó gặp trục trặc động cơ, có thể đáp xuống hoặc có thể bị gãy càng, gãy cánh, cháy động cơ này nọ, hoặc là đáp xuống biển thì số hành khách ở trên máy bay người ta vẫn an toàn. Nhưng mà thật sự bây giờ không có một cái phương tiện giao thông nào mà an toàn cho bằng cái phương tiện hàng không cả. Tại vì người ta theo cái thống kê, người ta nói rằng là thưa quý vị, cái tai nạn mà xác suất mà tai nạn hàng không á, nó thấp hơn rất là nhiều so với cái tai nạn đường bộ do xe máy ở Việt Nam hoặc là do ô tô ở bên Mỹ. Chúng ta thì chúng ta thấy là nó đụng hàng ngày hà rầm, không có ngày nào mà đi trên freeway mà không có vụ tai nạn mà mình thường thấy every day mà rất là nhiều thưa quý vị. Cảm ơn chị Như Huyền, và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.